Ngày hôm qua, Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương văn phòng cơ quan thường trú tại Tokyo, Nhật Bản. Việc cơ quan thường trú tại Nhật Bản chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của khán giả Việt Nam đối với đất nước và con người Nhật Bản, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Lễ khai trương văn phòng cơ quan thường trú Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra trang trọng với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch JICA Nhật Bản, cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các cơ quan truyền thông và báo chí lớn của Nhật Bản như NHK, TBS, Nikkei, Fuji. Cơ quan thường trú Đài truyền hình Việt Nam đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng lượng thông tin về Nhật Bản, qua đó giúp tăng cường thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Với vai trò đó, sự ra đời của cơ quan thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản có ý nghĩa rất quan trọng. Sự ra đời của cơ quan thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Tokyo nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới của Đài truyền hình Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là tại các trung tâm kinh tế chính trị lớn trên thế giới. Cơ quan thường trú của Đài truyền hình Việt Nam tại Tokyo là một trong 8 cơ quan thường trú của VTV ở nước ngoài. Nó đánh dấu thêm một bước phát triển của Đài truyền hình Việt Nam trong cái tầm hoạt động cũng như là vươn ra cái hoạt động của trên thế giới và trong khu vực. Cái việc mở cơ quan thường trú năm nay thì lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì là năm kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản. Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đã có cuộc làm việc với chủ tịch Đài truyền hình NHK của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đài truyền hình Việt Nam đã ký với NHK thỏa thuận hợp tác trao đổi tin tức. Theo đó, hai đài truyền hình có thể sử dụng tư liệu tin tức của nhau một cách miễn phí mà không bị giới hạn về tần suất và thời lượng, đồng thời hợp tác sản xuất trong một số sự kiện quan trọng. Đài truyền hình Việt Nam cũng đang hợp tác với kênh truyền hình TBS của Nhật Bản để sản xuất bộ phim điện ảnh về nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, dự kiến sẽ được công chiếu vào tháng 9 năm nay. Dự án phim Phan Bội Châu có thể coi là một trong những cái dự án rất là quan trọng của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng rằng với cái sự hợp tác giữa Trung tâm Phát thanh phim và TBS thì sẽ có một bộ phim qua đó nói được một câu chuyện trong quá khứ liên quan đến một nhân vật anh hùng mà rất nhiều người Việt Nam yêu mến và tôn trọng, kính trọng, đó chính là nhân vật Phan Bội Châu. Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Đài truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bên hữu quan tại Nhật Bản và Việt Nam để tổ chức và đưa tin về các chương trình kỷ niệm lớn. Trong đó có sự kiện những ngày văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, hoạt động trình diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng hai nước. Những sự kiện này thể hiện mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đức Cường, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.